Dấu hiệu cho thấy bạn được thần Phật che chở, phúc dày, mệnh lớn. Kính chào quý khán thính giả của Radio Suy Ngẫm. Ai cũng có tâm niệm riêng cho bản thân. Người thắp nhang thì thường đi chùa cầu được trời Phật che chở bình an. Người theo đạo Thiên Chúa hoặc những tín ngưỡng khác cũng có tâm niệm về đức thánh riêng của mỗi đạo. Nếu bạn là người đủ phúc báo sâu dày, được thần Phật để mắt, che chở, thì cuộc đời sẽ có những biểu hiện rõ ràng mà ít ai có được. Vậy bạn có biết mình có được thần Phật, được Chúa phù hộ hay không? Trong cuộc sống khi khó khăn, bạn thường xuyên thấy những điều này xuất hiện, chứng tỏ bạn đang được bề trên che chở. 1. Người có ngoại hình đẹp, sang trọng. Bạn có nhận thấy một sự thật rằng những người bạn gặp trên đời này không phải ai cũng may mắn có ngoại hình xinh đẹp rạng ngời. Nếu bạn có vẻ ngoài sáng bừng, khí chất thì bạn là người vô cùng may mắn, có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của bạn. Những người có dung mạo xinh đẹp thường là người có thần Phật yêu thương, che chở. Họ đi đâu cũng được mọi người yêu quý, yêu ái hơn so với người cùng trình độ nhưng không được thu hút bằng. 2. Người đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý. Nhiều người than thở rằng họ hay bị đồng nghiệp chơi xấu, bị bạn bè đâm sau lưng, thì bạn chỉ nghe đến chứ hiếm khi gặp phải trường hợp tương tự. Bạn tự nhận thấy xung quanh bạn là những bạn bè tốt, mà điều kỳ lạ là khá nhiều người lạ khi tiếp xúc đã ngay lập tức quý mến bạn. Hay khi bạn gặp phải những trở ngại khó khăn thì sẽ có nhiều người không ngại ngần giúp đỡ bạn một cách vô tư. Điều này không tự nhiên mà thế, một phần vì bạn cũng sống vô tư, biết cách hành xử phải phép với mọi người, nhưng cũng có thể bạn là người giàu phước lành nên đi đâu cũng được yêu mến. 3. Người hiểu và tin vào nhân quả. Nhân quả là yếu tố cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Những người được thần Phật che chở biểu hiện bằng chính suy nghĩ của người đó về mối quan hệ này. Nếu bạn có những suy nghĩ, góc nhìn không hoàn toàn giống mọi người xung quanh mình, có những người không hề quan tâm tới vấn đề tâm linh, còn bạn thì xem như đó là một phần của cuộc sống của mình. Đối với cả bạn, luật nhân quả chi phối cuộc sống này. Vì thế bạn tin rằng chỉ một điều tốt nhỏ nhoi cũng có phúc báo sâu dày theo thời gian qua đi. Cũng chính vì bạn tin vào nhân quả, tin vào việc cho đi thứ gì, nhận về thứ ấy, nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của cuộc đời. Thực tế, cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình, vì lúc đó bạn nhận được niềm vui, sự tự hào về chính bản thân mình. 4. Thoát khỏi rủi ro trong gang tấc. Đôi khi bạn rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, đúng kiểu ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn thoát chết trong gang tấc. Đó là dấu hiệu bạn được che chở, bao bọc bởi đấng tối cao. Những người này thường được chúng ta nói đùa rằng cao số, phúc dày, mệnh lớn. 5. Mang may mắn cho mọi người. Nếu bạn chợt nhận ra những ai ở gần mình đều gặp vận may, thậm chí là cô bạn, người thân được vợ chồng yêu mến hơn, chiều chuộng hơn, dường như họ đang được hưởng vận may từ bạn vậy. Thực ra bạn tỏa ra phúc khí, mang lại an lành, sự an toàn cho những người xung quanh. Ví dụ như nếu bạn vào quán nào mở hàng thì lập tức quán trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí nếu một người thiếu may mắn nhưng nhờ giao du với bạn mà đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang. 6. Lúc khó khăn luôn có lối thoát. Bạn có khi nào nhận ra mỗi lúc bạn gặp khó khăn là sẽ có quý nhân phù trợ? Ví dụ như trong lúc cảm thấy đã hết sạch tiền, không biết nên làm gì thì bỗng dưng có người cho tiền, việc kinh doanh bỗng nhiên thuận lợi, đột ngột tăng doanh thu. Trong cuộc sống, cứ hễ có khó khăn nào là y như rằng bạn sẽ gặp ngay quý nhân tháo gỡ và giúp đỡ vực lên. Dấu hiệu này cho thấy bạn đang được thần Phật che chở phù hộ, nên biết trân trọng những gì mà cuộc sống đã mang tới cho bạn. Nhớ rằng học nói lời cảm ơn, tăng đại phúc đại khí. 7. Có được người vợ hay chồng lý tưởng. Nhân duyên vợ chồng không phải là chuyện đơn giản, phải có đủ duyên, đủ phận, đủ nợ mới tu thành. Nhiều người lấy phải người không phù hợp và đời sống vợ chồng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu bạn được ban cho phước lành thì sẽ gặp được người ưng ý, thấu hiểu. Cũng bởi bạn tích đức từ vô lượng kiếp trước mà nay bạn có người yêu thương chung thủy với mình. Cho dù có những lúc cãi cọ, mâu thuẫn,
Nhưng sau đó hai người nhanh chóng nhận ra vấn đề và hiểu hơn đối phương để tìm cách sống chan hòa hơn với người ấy. Trong khi người khác có mới nới cũ thì hai bạn tìm cách tháo gỡ và cùng nhau sửa chữa mối quan hệ đang có thể cùng hạnh phúc hơn. 8. Con cái ngoan ngoãn giỏi giang. Con cái đến với cha mẹ kiếp này là do bốn nghiệp duyên. Cũng bởi thế sẽ có người gặp phải nghịch tử, nhưng cũng có những người có đứa con vô cùng hiếu thuận. Bốn nghiệp duyên theo nhà Phật đó là: một là đến báo ơn, hai là để báo oán, ba là đến trả nợ và bốn là đến để đòi nợ. Chỉ khi có thần Phật che chở mà bạn có được những đứa con ngoan ngoãn giỏi giang, có hiếu với cha mẹ. Vì thế những ai không có được đứa con ưng ý thì chớ vội oán trách ai, mà nên tự mình tu tâm dưỡng tính để những ngày cuối đời được thanh thản hoặc tích đủ để kiếp sau được sung sướng hơn. 9. Hiếm khi đau ốm. Ốm đau là chuyện mà bất cứ ai cũng gặp phải. Tuy nhiên một số người bệnh nặng hay ốm, cuộc sống rất vất vả. Còn bạn, nếu bạn không bao giờ bị bệnh nặng, cơ thể luôn khỏe mạnh dẻo dai, thì chúc mừng bạn vì bạn là người được hưởng sự an vui nhờ công đức tu nhiều kiếp tích lại mà thành. 10. Làm gì cũng suôn sẻ. Cho dù bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ điều gì đều rất thuận lợi. Ví dụ cùng mặt hàng như nhau nhưng bạn thì bán hàng rất chạy trong khi mọi người thường xuyên ế ẩm. Cùng học một trường đại học, cả hai đều cùng chăm chỉ như một người giàu nhanh hơn trong khi người khác thì làm mãi không thể giàu nổi. Đơn giản vì người kia có nhiều phúc báo còn người này thì không. 11. Những giấc mơ được dự báo trước. Có khá nhiều giấc mơ của bạn trở thành sự thật. Dường như đang có ai đó cố thông báo cho bạn điều gì đó để bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn, hoặc bạn có thể dùng thông tin này để trợ giúp cho ai đó. Điều này cho thấy bạn chắc chắn đã được thần Phật che chở. Kính thưa quý vị, đó là những dấu hiệu cho thấy bạn được thần Phật che chở. Phúc dày mệnh lớn. Quý vị thử ngẫm nghĩ lại xem rằng cuộc đời của ta đến bây giờ có những lúc nào giống với cả những dấu hiệu trên không? Và nếu có, điều đó xảy ra như thế nào? Hãy comment ở dưới câu chuyện của quý vị nhé. Thế giới tâm linh có vô vàn sự kỳ bí và luôn có sự âm dương song hành. Thực tế chúng ta rất hay nghe câu âm phủ dương trợ hay âm siêu dương thái. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nhận được sự che chở của thần Phật. Đó là sự tu tâm tích đức qua nhiều đời nhiều kiếp. Vậy sống sao để nhận được sự che chở đó đây? Trong Phật giáo nói rằng có ba kiểu người ăn ở có tâm có đức sẽ luôn được Bồ Tát che chở, hộ mệnh, giúp tai qua nạn khỏi. Người thọ giới và bố thí. Những người tu đạo biết thọ giới và bố thí cúng dường là một trong ba kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất. Đó là những người hiểu và làm theo lời răn dạy hướng thiện, người có thể cắt bỏ nhân ác, người thích bố thí thì đương nhiên có thể gặt hái quả tốt. Thường khi nói đến thọ giới, chúng ta thường hay nghĩ ngay là không được làm điều này, không được làm điều kia, phải giữ gìn các điều cấm giới rất khó giữ mà phạm vào là coi như có tội. Chúng ta cảm thấy giới như một sự gò bó khó chịu, một gánh nặng phải đeo mang. Thế nhưng Đức Phật chế lập ra giới vốn không phải để giới hạn bất cứ vấn đề nào cả. Và thọ giới không có nghĩa là gượng ép bản thân vào một kỷ luật sắt thép nào đó để rồi cứ tiếp tục lòng vòng trong các cõi luân hồi bất tận. Mà thọ giới có nghĩa là thâu nhận lấy một bản thể thanh tịnh giải thoát vào tâm của mình để rồi ra sức chỉ giữ và phát triển cho bản thể ấy được giải thoát viên mãn khỏi luân hồi. Giới luật của Phật giáo chú trọng tu thân làm người. Điều này được gọi là ngưỡng chỉ duy Phật Đà, hoàn thành nhân cách. Ngưỡng vọng và noi theo tấm gương Đức Phật để hoàn thành nhân cách. Là một con người tốt, tu thân, hoàn thành mới có thể khai phá trí tuệ sáng ngời bên trong, chứng ngộ chân lý cao nhất. Dù chúng ta ở đâu, chỉ cần giữ được giới thì sẽ càng ngày càng gần Phật, ngày càng tu theo Phật mà không theo lời dạy thì không thể chứng ngộ quả Phật, thoát khỏi khổ đau. Bố thí là cách cho đi những gì trong khả năng của bản thân, không quan trọng nhiều hay ít. Điều quan trọng nhất là cho bằng cả tấm lòng, bởi của cho không bằng cách cho. Nguyện với lòng tăng trưởng thiện pháp, cho cuộc đời thêm vui, thấy rõ và tin tưởng hơn vào phước báo. Người tin vào luật nhân quả.
Nhân nghĩa là nguyên nhân, là hạt, tức hạt giống. Quả là kết quả, là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt giống gieo trồng. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có. Nếu bạn không gieo nhân lành mà lại muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ để gặt hái quả ngọt thì Ngài chắc chắn không thể giúp bạn. Mình tự gieo nhân nào thì phải gặt lấy quả nấy, tùy theo thiện ác nhiều ít nên có khác nhau. Nhân nào quả nấy, có thể sửa đổi nhân quả chứ không thể vượt ra ngoài nhân quả. Mỗi người khi sinh ra và lớn lên đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống với ai cả. Buồn vui sướng khổ mỗi người mỗi vẻ, nhưng tựu chung dường như ai cũng có nỗi khổ riêng. Và rồi người ta trông cậy vào thờ cúng, bói toán với mong muốn thay đổi số mệnh. Nhưng nếu không thực sự hiểu quy luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi được số mệnh của mình từ gốc rễ. Nhân đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Cái có thể thay đổi chính là duyên, điều kiện để tạo ra kết quả, từ đó cải thiện số mệnh của bản thân. Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điểm xấu, nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ dứt. Đạo Phật khuyên người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo. Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hy sinh, hướng về những điều tốt đẹp nhất, giúp đời, giúp người. Với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình và cho người. Phật dạy rằng, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Qua quy luật nhân quả, lời Phật dạy ta biết rằng vận mệnh là do tự bản thân mình muốn nắm giữ, quyết định, chứ không phải là do thế lực nào tạo ra cả. Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy thuộc vào con người. Mỗi cá nhân tự gây tạo nhân duyên cho mình và chỉ chờ đợi diễn tiến của cái kết. Người hiếu thuận với cha mẹ. Những người có tâm hiếu thảo và một lòng thờ phụng cha mẹ sẽ được Bồ Tát quý trọng và thường xuyên che chở. Trong Phật học có câu: hiếu kính cha mẹ tại gia, cần gì phải thắp hương xa. Theo Phật giáo, cha mẹ là phước báo lớn nhất trên đời. Cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát. Hiếu kính cha mẹ chính là cúng dường chư Phật, công đức đạt được như nhau. Người xưa thường nói: bách thiện hiếu vị tiên, tức là trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo hiếu là hàng đầu. Bởi vậy, phận làm con phải biết kính trên nhường dưới, báo đáp công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Phận làm con cái, nếu ngay cả việc hiếu thuận với cha mẹ còn không làm được, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác đây? Có thể đối xử tử tế được với những người khác hay không? Công lao to lớn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên dù có bận, có mệt, nhưng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ. Một kẻ bất hiếu, rũ bỏ ân sinh dưỡng của cha mẹ, cho dù có cúng dường hậu hĩnh đến thế nào, chắc chắn sẽ không được chư Phật Bồ Tát yêu thích, tự nhiên sẽ không bao giờ được các ngài che chở phù hộ độ trì. Đạo Phật dạy về đạo hiếu, chư Phật Bồ Tát đều là những người con hiếu kính cha mẹ, đề cao tấm lòng hiếu thảo, răn dạy tất cả chúng Phật tử phải làm tròn chữ hiếu với bậc sinh thành. Cho nên muốn được Phật Tổ Bồ Tát che chở, bạn nhất định phải trở thành một con người có hiếu với cha mẹ. Người hiếu thuận cha mẹ thì tự nhiên sẽ cảm được chư Phật Bồ Tát, các ngài đương nhiên sẽ phù hộ độ trì, che chở, cứu giúp con người ấy. Radio Suy Ngẫm xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng comment ở dưới ý kiến của quý vị về chủ đề này. Và xin chào, hẹn gặp lại ở video sau.